Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm sai sót lớn, tạo chứng cứ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng nhưng quên mất vai trò của đại biểu Quốc hội. Việc Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội tối ngày 14 tháng 11 với tội danh cưỡng đoạt tài sản đến nay xem ra khó có thể thuyết phục được dư luận xã hội. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 7 tháng 12 đăng bản tin với tựa đề Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình thông tin về hành vi của ông Lưu Bình Nhưỡng. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến việc khởi tố bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14, phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, vào chiều ngày 7 tháng 12, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, ông Lại Hợp Mạnh, đã trao đổi thêm với các đại biểu tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17. Bản tin của tờ báo Tuổi Trẻ đăng tải: Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Thái Bình Lại Hợp Mạnh thừa nhận suốt 24 ngày qua, kể từ ngày 14 tháng 11, sau khi bắt khẩn cấp đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, dư luận xã hội và cử tri cả nước rất quan tâm về vấn đề này. Ông Lại Hợp Mạnh nhắc lại căn cứ ban đầu để khởi tố và bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng là dựa trên kết quả điều tra của vụ án Phạm Minh Cường, tức là Cường Quát, là băng nhóm chuyên cưỡng đoạt một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ cát ven biển trên địa bàn xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị Công an Thái Bình cho là đồng phạm giúp sức cho Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Theo ông Lại Hợp Mạnh, công cuộc làm ăn của nhóm Phạm Minh Cường bị nhóm khác cản trở nên Phạm Minh Cường nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng giúp can thiệp vì có mối quan hệ từ trước. Cường được cho là nhận ông Nhưỡng là bố nuôi và ông Nhưỡng nhận Cường là cháu. Tuy nhiên, công luận thấy rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Thái Bình Lại Hợp Mạnh đã không nói rõ ông Lưu Bình Nhưỡng đã can thiệp tác động đến cơ quan cụ thể nào, tác động như thế nào và tạo điều kiện gì cho nhóm Phạm Mạnh Cường, và tác động này trợ giúp cho hoạt động thu mãi lộ của các doanh nghiệp ra sao. Ông Kim Văn Chính, cựu giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong sa sút với tựa đề Vụ án Lưu Bình Nhưỡng đã đưa ra nhận xét rằng có vẻ Công an Thái Bình càng ngày càng bế tắc trong việc tìm bằng chứng kết tội ông Nhưỡng cho đúng luật pháp. Ban đầu, bằng chứng được cho là bộ cánh cửa nhà thờ họ ở quê của ông Nhưỡng được công an bảo vệ như bảo vệ một bằng chứng. Nhưng đến nay, Công an tỉnh Thái Bình vẫn không chứng minh được bộ cánh cửa đó là bằng chứng tội phạm ở chỗ nào. Đó là lý do tỉnh Thái Bình đã đẩy Viện trưởng Viện Kiểm sát Lại Hợp Mạnh ra để mà chống chế, mà cũng chỉ công bố những nghi vấn mờ nhạt về tội đồng lõa cướp đoạt tài sản của ông Lưu Bình Nhưỡng. Với lý do Cường Quát thường khoe là con nuôi ông Nhưỡng để làm chứng cứ kết tội đồng lõa cưỡng đoạt tài sản thì quả là quá non tay. Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban dân nguyện thường vụ Quốc hội. Dư luận thấy rằng việc cáo mượn oai hùng rất phổ biến trong giới làm ăn, ai mà không biết. Trong khi ông Lưu Bình Nhưỡng là nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14, phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, hay nói ngắn gọn, ông Nhưỡng là đại biểu của nhân dân, phải có trách nhiệm với người dân theo quy định. Giới chuyên gia cho rằng với tư cách là đại biểu Quốc hội, nếu nhận được phản ánh của người dân, ông Lưu Bình Nhưỡng gửi đơn kiến nghị và đề nghị cơ quan chức năng xem xét để xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các nhóm xã hội là việc thực hiện đúng trách nhiệm, là điều cần phải hoan nghênh, chứ không thể lấy lý do việc đó để kết tội ông Nhưỡng là đồng phạm giúp sức. Hơn nữa, trong tư cách là đại biểu Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng không có trách nhiệm, nghĩa vụ tìm hiểu việc cắm cọc giới hạn địa điểm làm ăn của Cường Quát ra sao. Cụ thể thế nào, điều đó thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương phải làm rõ. Việc đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nghe phản ánh của người dân, sau đó gửi đơn kiến nghị là điều bắt buộc phải làm trong tư cách là một người đại diện cho dân, chứ không phải là tư cách cá nhân hay cơ quan thực thi pháp luật. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng. Sau khi có đơn phản ánh của ông Nhưỡng, kết quả ra sao thuộc về thẩm quyền xác minh, kết luận của cơ quan bảo vệ pháp luật. Ông Lưu Bình Nhưỡng không phải là nơi ra quyết định. Thậm chí nếu ông Lưu Bình Nhưỡng nhận được thông tin các băng xã hội đen cản trở doanh nghiệp để thu tiền trái pháp luật, nhưng ông Nhưỡng không báo cho cơ quan chức năng xử lý, thì ông Nhưỡng có thể bị xử lý không thực hiện đúng và đủ
trong vai trò một đại biểu Quốc hội. Đó là lý do ngay từ ban đầu phản ứng của dư luận có chung nhận xét vụ bắt bớ ông Lưu Bình Nhưỡng là một âm mưu chính trị triệt hạ phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong một xã hội độc tài toàn trị như Việt Nam hiện nay, việc cai trị hoàn toàn dựa vào ý chí của một vài cá nhân lãnh đạo Đảng Cộng sản. Ở đó, mọi cơ chế điều chỉnh và giám sát quyền lực nhà nước sẽ bị vô hiệu hóa, kể cả tiếng nói của các đại biểu Quốc hội, những người dám cất lên tiếng nói chỉ trích thực trạng chính trị và xã hội với mong muốn đất nước ngày thêm tốt đẹp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm sai sót lớn tạo chứng cứ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng nhưng quên vai trò đại biểu Quốc hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sao lãnh đạo Việt Nam phải chịu áp lực lớn trước chuyến thăm Tập Cận Bình đến Hà Nội. Không khí tẻ nhạt trước chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam dự kiến trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2023. Điều này khác hẳn với sự hồ hởi của công chúng Việt Nam trước và sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden đến Hà Nội vào trung tuần tháng 9 năm 2023. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình sẽ sang Hà Nội theo lời mời của hai nhà lãnh đạo Việt Nam là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đồng thời, để đáp lại chuyến thăm Trung Quốc trước đó của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 11 năm 2022, ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc đại hội lần thứ 20. Giới quan sát nhận xét rằng, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin về chuyến thăm này khá rời rạc và tránh né. Dẫu Việt Nam trong vai trò là chủ nhà, đồng thời là người anh em đồng chí bốn tốt theo cam kết giữa hai đảng. Tân Hoa Xã đăng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam từ 12 đến ngày 13 tháng 12 tới đây. Đài BBC cũng cho biết những tin tức liên quan về chuyến thăm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam tỏ ra thận trọng một cách khác thường. Theo đó, trước đó hãng tin Bloomberg đưa tin tương tự, trích nguồn ẩn danh ở Việt Nam nói rằng Chủ tịch Tập có thể sẽ thăm Hà Nội từ 12 đến 13 tháng 12 này. Thế nhưng cho đến chiều ngày 7 tháng 12, một số tờ báo tại Việt Nam ban đầu chỉ thấy hiện tựa đề về chuyến thăm trên mạng Internet, nhưng khi bạn đọc bấm vào thì không hiện ra tin cụ thể. Trong khi các hãng thông tấn phương Tây và một số tờ báo trong khu vực Đông Nam Á đưa tin về chuyến thăm này với những thông tin khiến cho người Việt Nam bất ngờ như hai bên đồng ý nâng cấp tuyến đường sắt đi từ vùng khai thác đất hiếm ở miền Bắc Việt Nam ra cảng biển cũng ở phía Bắc nước này. Và hiện không rõ tuyến đường xe lửa được nâng cấp nói trên có được hai bên gọi là một phần của BRICS hay không. Điều vừa kể trên được cho là kết quả của chuyến thăm Hà Nội 2 ngày của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong tuần vừa qua. Theo hãng tin Reuters, riêng về sáng kiến vành đai và con đường, phía Trung Quốc cho biết trước đây hai bên đã đạt được thỏa thuận về một số công trình ở Việt Nam nằm trong dự án này. Nhưng đến nay, truyền thông nhà nước Việt Nam lại không hề đề cập. Theo giới quan sát, các thỏa thuận này là hết sức nhạy cảm đối với công chúng Việt Nam. Sự ngờ vực của phần lớn người dân Việt Nam đối với Trung Quốc không chỉ xuất phát từ những tranh chấp ở Biển Đông, mà còn từ những kinh nghiệm, lịch sử, thông qua các dự án đầu tư của Bắc Kinh vào Việt Nam, thường là lỗ vốn, mang nợ rất lâu. Ông Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh vào tháng 11. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông là một ví dụ chua xót đối với ban lãnh đạo và dân chúng Việt Nam. Cụ thể, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông được hai nước Việt Nam và Trung Quốc ký quyết vào năm 2008 trước khi vành đai và con đường ra đời. Dự kiến được đưa vào sử dụng từ năm 2016. Tuyến đường sắt được đầu tư xây dựng bằng vốn ODA của Trung Quốc có tổng mức đầu tư là 552 triệu đô la, tức là tương đương 8.700 tỷ đồng, vào năm 2008, trong đó vốn vay từ Trung Quốc là 419 triệu đô la. Tuy nhiên, trên thực tế, tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh tính đến năm 2019 là 868 triệu đô la, tức là 18.000 tỷ đồng Việt Nam, nó tăng tới 9.200 tỷ.
trong đó phần vốn vay từ Trung Quốc là 666 triệu đô la. Nhưng phải đến cuối năm 2021, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông mới hoàn thành. Dự án này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các quan chức chính quyền cũng như người dân vì chi phí tăng vọt và tiến độ thì rất chỉ trệ, khiến Việt Nam phải gánh khoản nợ với lãi suất rất cao của Trung Quốc. Kết quả khảo sát tình trạng Đông Nam Á năm 2022 cho thấy 2/3 số người Việt Nam được hỏi không tin tưởng vào sáng kiến an ninh toàn cầu của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Tờ Nikkei Asia tiết lộ, trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Việt Nam sắp tới, theo dự kiến hai bên Việt Nam và Trung Quốc sẽ đàm phán về dự án liên quan đến đường sắt, bàn về đất hiếm và vấn đề cộng đồng cùng chung vận mệnh. Các quan chức từ Hà Nội nói với Nikkei rằng Việt Nam phải tìm kiếm sự hài hòa và cân bằng giữa cuộc cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington. Đặc biệt khi chuyến đi của Tập Cận Bình diễn ra sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden tới Hà Nội không bao lâu. Các nguồn tin còn cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác với cả hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc vì lý do chúng tôi không thể từ chối bất cứ ai. Trong các phần bình luận dưới đây về chuyến thăm của Tập Cận Bình đến Hà Nội, tờ Thời báo.d sẽ giới thiệu với quý khách và khán giả về nội dung hai bên Việt Nam và Trung Quốc sẽ đàm phán về các dự án đầu tư liên quan đến đường sắt như thế nào, sẽ bàn về quản lý và khai thác đất hiếm ra sao. Và đặc biệt, liệu có khả năng Việt Nam sẽ tham gia cộng đồng cùng chung vận mệnh với Trung Quốc hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin vì sao lãnh đạo Việt Nam chịu áp lực lớn trước chuyến thăm của Tập Cận Bình đến Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.d.